Xin chào tất cả các anh em, chúc anh em có buổi sáng làm việc thật hiệu quả nhé. Máy sáng hôm nay thì cũng rất là nhiều anh em mua máy thì nhớ theo dõi kỹ clip cũng như theo dõi kỹ cái máy mà anh em cần quan tâm á, để lựa cho mình cái máy phù hợp nhất nha. Số điện thoại đặt máy thì anh em cứ gọi trực tiếp 0355 356 356 nha anh em. Đó. Và những cái máy mà dưới 1 triệu thì anh em cọc cho mình 50.000 Viettel. Những máy trên 1 triệu thì anh em cọc 100.000 Viettel nha. Mình sẽ máy gửi máy cho anh em. Rồi, con đầu tiên clip hôm nay là con iPhone 4 này anh em. Đây là iPhone 4 nha, đây là 4S. Thì 4 thì nó không có gạch, 4S này có hai gạch ha. Máy thì nội dung ngoại hình này còn ok. Đẹp, nói chung là xuất sắc có, nhưng được ngay máy riêng. Này anh em về nghi gọi Zalo. Và xài Zalo vẫn còn ok nha anh em. Zalo Facebook chạy hơi chậm nhưng mà vẫn xài tốt. Đó. Con này là máy quốc tế nè, chỉ việc bỏ sim vô là xài thôi ha. Mình sẽ kèm cục sạc cho anh em luôn, kèm một bộ sạc cho anh em. Đợt này thì kèm sạc này đầy đủ cho anh em luôn. iPhone 4 thì giá 470.000 và 4S thì 570. Máy thì bán ra bảo hành 1 tháng cho anh em nha. Máy nào cái nào mình bảo hành 1 tháng anh em, bao test tuần, anh em cứ về thoải mái test. Cọc cho mình 50.000 Viettel là mình sẽ gửi máy cho anh em. Tiền cọc thì trừ vào tiền máy lúc nhận máy nha anh em. Tiếp theo thì em Oppo Neo 7. Con này thì thay vỏ nha. Oppo con này là máy Việt Nam. RAM 1 bộ nhớ 16GB. Đó, RAM 1 bộ nhớ 16GB, kính camera mất nha anh em. Đó, anh em nên chú ý nha, mất kính camera. Không còn nữa. Đó. Mới thay. Cái vỏ nó đẹp keng luôn, như máy mới luôn. Con này là màn hình 5 inch, RAM 1 bộ nhớ 16, pin của nó là 2420. Và giá để anh em 700.000. 700k nha. Đó. Anh em về giải trí vẫn còn được, YouTube Zalo vẫn ok. Giá 700.000. Kèm sạc cho anh em nha, ship anh em tự chịu nha, 700k. Anh em chưa khoan thắng thì bảo ship. Còn cọc thì mình chỉ có ship anh em tự chịu ha. iPhone 5 viền có xước nhẹ nhẹ. Đó, xước nhẹ nhẹ ha, tróc sơn nhẹ. Kính đẹp. Đó, kính con này thì ok nha anh em. 16GB. Máy quốc tế nha anh em. Về chỉ việc bỏ pin sim vô là xài thôi. Kèm sạc cho anh em luôn, giá 970.000. Kèm sạc giá 970. Còn mình lạc vô được một em iPhone 5S lock này anh em. Một con 5S lock nha. Kính đẹp. Mình không có bao sim ghép nha, anh em về tự xử nha. Đó, không bao sim ghép, máy thì máy nguyên riêng. Máy nguyên riêng, không có bao sim ghép, anh em về tự xử. Máy lock. Wi-Fi rồi, xài rất là ok. Đó, 16GB. Con này để mình coi thử vân tay còn không. Coi mấy công. Móc vân nha anh em, không có vân tay nha. Test luôn nha anh em coi cho dễ. Không vân tay, 16GB. Đó, máy lock thôi. Còn máy sạch, không có tài khoản gì hết nha. Lao liếc thì không có nha. Mọi tài khoản thì không có dính này. Đó, không có dính tài khoản gì hết. iPhone 5S lock màu gold. 16GB, giá 650. 650. Anh em mua về tự xử ha. 650k. Này nhanh cho anh em luôn. 650 không có kèm sạc nha anh em. Không sạc không ship. Con này 650k nên là thích thì hú nha. Đó, máy ngoại hình thì còn rất là ok. Nhìn cũng còn chung đó. 650 thôi. Nên là cần phải gọi. Giá là quá mềm rồi. Về xem YouTube cho vui. Thích thì ghép sim tự xử. Mình còn một con người Galaxy G350, Samsung G350. Lộn, không phải là Galaxy anh em. G350 thôi. Cho nó nhanh. Con này là thay vỏ sau, đẹp keng như mới. Màn hình 5 inch, RAM 1 bộ nhớ 8, pin 2006. Giá bán anh em 830.000 kèm sạc. 830k, máy đẹp keng. Đó. Khỏi lên tầng hết, máy quá đẹp. 830k kèm sạc. Và mình có một em Oppo F1S. Máy thay vỏ sau, đẹp như mới. Đó. Len keng như mới, kính đẹp keng. Anh em ha, máy rất là ok nha. Máy rất ok. VIP luôn. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 3, bộ nhớ 32, pin của nó là 3475. Và giá bán cho anh em là 1650 nha, đẹp keng sao em. 1650,
những con trai xước hơn thì mình bán tầm 1 năm mấy thôi. Còn con này đẹp gan này 1650, mọi chức năng full. Mình có một con F9 này nè, anh em thấy cái kính ghê không? Cái miếng dán này, miếng dán riêng còn nguyên nha anh em, mấy này là riêng đến mức độ là còn nguyên miếng dán riêng nha. Lưng sau nhâm nhâm do xài ập lưng này, nhưng được cái là nguyên riêng, chưa đồng chạm tháo sửa gì mấy này nha. F9 riêng nguyên. Đó, lắp lánh kim cương này anh em thấy không? Đó, ok ha. Riêng nguyên, mình sẽ lột cái miếng dán ra cho anh em coi này. Thử nó mới tới mức nào nha. Anh em thấy miếng dán ghê không? Đây, anh em thấy cái độ mới nó đi. Soi gương được chưa anh em? Bao anh em là không vết xước nha, cái kính đó, không một vết xước nào nha anh em, để lại cho nó hoàn tráng. Anh em nào mua thì mình sẽ lột ra và dán keo cho anh em, dán lại miếng cường lực mới. Đây là miếng dán ring từ lúc mà mua máy, nên là bảo đảm cái độ sắc nét của cái máy, phải nói là máy ring nguyên, đẹp keng sa beng luôn cho anh em luôn. Oppo F9 nha anh em, Oppo F9 máy ring nguyên nha, con này không thể chơi được, mọi chức năng cho anh em xài là quá chuẩn chỉnh luôn. Như một con máy mới, chỉ có cái lưng siêu nhâm nhâm cho xài ập lưng này. Hôm nay anh em mua thì mình kèm sạc cho anh em đầy đủ, cũng như dán cường lực. Đó, lưng thì nhâm nhâm như mình quay nha, không có khác gì hết ha. Đó. Oppo F9 màn hình 6 inch 3, RAM 4, bộ nhớ 64, pin của nó là 3.500 nha anh em, pin 3.500. F9 giá bán cho anh em là 2850. Anh em không nên so với một con máy thay màn nha, máy đây nguyên zin 285, máy nguyên zin, màn hình cực sáng. Có nhiều con F9 anh em mua về rất là chán đời nha, màn hình nó mờ câm, con này là sáng cực sáng luôn nha, tự nhiên nó nguyên zin, anh em tự hiểu ha. Miếng dán thì mình đã lột cho anh em coi rồi, không hề có một vết xước. 285 Oppo F9 nha. Samsung Rebellus, con này thay màn này, cái nào thay là mình nói thay này cho chính xác cho anh em khỏi phải lăn tăn này. Con này thay màn đó, lưng có xước sắt em thấy không, lưng có xước sắt, lưng zin chưa thay, màn hình thì thay 3C, nhưng mà bao anh em không có cảm ứng liệt lát này nè, liệt lát hả, nói chung là rất là ok chuẩn chỉnh, màn hình thay loại mới nhất đẹp nhất hiện nay đó. Rebellus màn hình 5.5 inch, RAM 4 của nhớ 32, pin nó 3000. Và giá thì quá bèo cho anh em luôn, 1850. 1850 cho em Rebellus siêu phẩm luôn. 185 nha anh em. Quá bèo nhèo rồi. Vivo Y11. Chỉ một máy đẹp 99% nó thực sự cho anh em luôn. Chỉ có một hai cọng lông chuột, còn là lá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Kính này chưa dán nha anh em, chưa dán gì hết ha. Còn rất là kèn. Con này là mới, phải nói là soi gương luôn. Y11 RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình của nó là 6.35 và pin 5000, trâu bò. Anh em nào cần con trâu bò thì lấy con này nha. Y11 giá ra đi cho anh em là 2250 kèm sạc. 2250 Vivo Y11 đẹp keng nha anh em, lông chuột cực nhẹ, kính đẹp, lưng đẹp, đẹp tầm 98-99, máy nguyên zin. Y11 màu xanh chuối, màu xanh non, giá 2250, một cây duy nhất anh em sạc cho anh em. Một em G7 Pro ring nguyên này, kính ring, màn ring, lưng ring, lưng nó trải suốt anh em thấy không, mình không có thay nha, con này để nguyên ring bán ở dễ, anh em thích mấy ring thì chơi luôn. Nó hơi cũ cũ nhưng mà được cái là màn riêng nguyên nha, màn này không có thay màn thay đâu. Đó, còn riêng thì giá riêng. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch, pin 3600, giá 2.1 triệu anh em, nhanh luôn gọn nhẹ cho anh em khỏi phải lâu thôi, lâu thôi cho anh em mới công. Giá của nó là 2.1 triệu kèm sạc, nên là thích thì hữu ha, một cái duy nhất. Oppo A9 2020 máy đẹp tầm 98, lưng này đã có dán keo này, anh em thấy không, có trước không, dán keo nha, còn đẹp nha. Kính thì đại dương dán cường lực, A9 2020 RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình 56.5 inch, màn hình 6.5 inch, pin 5000, và giá của nó thì 3950, đã giảm nhiệt tới 4-500 ngàn rồi anh em. 3950 cho em RAM 8 bộ nhớ 128,
Oppo A9 2020. Máy còn rất là đẹp. Ngoại hình thì không thể chê được anh em. Tiếp theo thì mình có một em Realme 6 anh em. Realme 6 nha, mẫu này mới ra trên thị trường luôn. Mới ra của dòng Realme. Và cái độ đẹp của em nó thì phải đánh giá tầm 98 tới 99%. Cái này có ốp lưng luôn nên là nó nhem nhem không có đáng kể. Còn mới ra nên nó mới xài thôi. Kính thì đại giá cực lực rồi anh em. Không có vết trời ha. Máy rất là đẹp. Realme 6. Cho anh em coi cấu hình này. Anh em thấy không? Realme 6 này nha. RAM 4 bộ nhớ 128. Loại 8, chip xử lý loại 8 anh em. Đó, quá ok luôn. Cấu hình này rất là mạnh. RAM 4GB bộ nhớ 128GB, anh em xài thoải mái ha. Con này màn hình của nó 6,5 inch, RAM 4 bộ nhớ 128, pin 4.3. Và giá quá bèo nha anh em, 3,8 triệu. 3,8 triệu cho anh em sở hữu con Realme 6 nha, mẫu mới keng sà beng luôn. Realme 8. À, Realme 6. Realme 6 giá 3,8 triệu một con duy nhất. Tiếp theo thì em có một con Xiaomi A2 anh em. Xiaomi A2 máy nguyên zin đẹp tầm 99. Đó, màu xanh. Con này nó ở với em cũng vài bữa rồi. A2 ha. À, màn hình 5.99, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3010. Giá của nó là 2490. Hạ nhiệt cho anh em. 2490 Xiaomi A2. Máy xài rất là sướng nha anh em. 2490 kèm sạc. Oppo A5s vỏ sao trời. Đó, như clip mình quay luôn, vỏ sao 6 máy nguyên zin. Qua được cái máy zin. Màn hình thì có một cái đốm nhị trong đây. Đây có một cái đốm phản quang ngay đây. Góc đó anh em thấy không? Máy mình quay rất là rõ nha. Anh em nhìn thấy rõ ràng luôn. Không phải lên tay, một đốm máy thôi, máy nguyên zin, màn hình rất sáng đẹp. Đó, anh em xài thì quá là ok luôn. Sáng đẹp nha anh em, không thể chơi được ha. A5s màn hình 6.2. RAM 3 bộ nhớ 32, pin của nó là 4230. Và giá ra đi cho anh em là 1650. Kèo bèo cho anh em luôn, 1650. 1.650.000 cho em Oppo A5s. Máy hơi trời nhưng mà xài rất là chuẩn anh em. Không vấn đề gì đâu. Một em Vivo V5. Vivo V5 máy zin. Lưng sao xuất sắc như quá trình sử dụng. Con này RAM 4 bộ nhớ 32. Màn hình của nó 5.5 inch. Pin của nó 3000. Giá của nó để anh em là 1630, nhanh gọn nhẹ kèm sạc. 1630 cho em Vivo V5. Còn gì nữa không ta? À đây, còn A6 full box vẫn còn nha anh em này. A6 full box, máy này máy nguyên zin, anh em là thích máy zin full box thì nó nha. Rất là ok luôn. Cáp cáp sạc đầy đủ hết. Máy này máy là hàng tồn của siêu thị này. Một con máy zin, anh em nào mà thích máy zin thì nó nha. A6 quá đẹp luôn. Máy phải nói là A6 thằng thánh luôn á, A6 lút thằng thánh. Giờ mới còn con này này. Mà đảm anh em kiếm không thể ra con máy zin cỡ này được. Đẹp tầm 99. RAM 4 bộ nhớ 32, màn hình 6 inch, pin 3.5 giờ. Và giá 3,1 triệu. Anh em nào cần thiếu 3,1 triệu. Máy nguyên zin nha anh em. Cái màn hình đã không mà đã gần 2 triệu rồi. Nguyên máy 3,1 triệu cho anh em. Huawei Y9 full box. Huawei Y9 2019. Máy đẹp keng. Mấy hàng sầm thanh lý nên nó mới có. Mấy con này thì không hết hàng mới rồi nha. Hàng thanh lý đẹp keng sao em, tầm 98 tới 99%. Không vết xước luôn, gần như là xước xác không thấy. Lòng chuột thì không có lòng mèo anh em. Huawei Y9 full box. Màn hình 6,5 inch, RAM 4 bộ nhớ 64. Pin 4000 anh em. Con này để anh em giá 2,75 nha. 2,750 cho một em Huawei Y9 full box. Máy đẹp keng. 2,750. 2,750. Một em Realme 5 full box, cũng hàng thuộc dạng là thanh lý cho anh em luôn, là hàng lấy về để cửa hàng anh em. Bán chậm và thanh lý cho anh em luôn. Máy thì mới luôn. Còn bán giá thanh lý. Quá bèo. Đó, cáp cáp sạc đầy đủ ha. Thanh lý nhanh cho anh em luôn. Con này máy mới. Nói chung là như mới luôn rồi. Máy mới mà như mới mẹ gì. Đó anh em thấy không? Máy ghê không? Còn này hú nha. Máy sáng như trong gương luôn anh em. Mi dán còn nha, mi dán này cho mình lột ra nha. Hết pin rồi, để cho mình sạc pin vô. Máy mới luôn. Realme 5. Màn hình 6,5 inch, RAM 3 bộ nhớ 64, pin 5000. Để anh em giá 2,750 thôi. 2,750 nha, thực sự chỉ có một cây thôi nha anh em. Kiếm cái thứ hai không có nha anh em. Anh em thông cảm nha.
anh em nào nhanh thì được, thực sự anh em nhanh thì được nha. 275 mình chỉ có một cây thôi, anh em mua một lúc hai cây mình cũng không có, nó thánh luôn, chỉ có một cây duy nhất để anh em giá ra rồi. Bữa sau nếu nhập lên giá cao hơn thì mình phải bán giá cao hơn, anh em thông cảm nha. 275 ưng này vui bán coi cuối tuần cho anh em sở hữu nó, có ốp lưng là đủ hết này, ốp lưng chưa xài luôn nha anh em, đó chứ không phải 257 đâu, chuẩn chỉnh cho anh em luôn, chưa xài luôn. Và mình còn một con tắp Huawei, anh em là cần thì gọi cốc ring luôn, mấy còn đẹp tầm 97-98, tắp Huawei 7 inch, con này pin 4000, giá 1250, nhanh gọn nhẹ cho anh em luôn, 1250 quá bèo cho anh em luôn cho rồi, để chi qua thử pin đúng không, tầm 4000 đó, 4001 pin 4001 không phải 4000 anh em. Rồi clip hôm nay mình xin tạm dừng tại đây đi. Thân ái chào anh em nha, hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Những anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình. Chào anh em.